mọi người nhìn thấy cái cảnh ở đây ở ngoài biển nhìn rất là đẹp. có nhiều người nghĩ là nó quá mắc tiền đi không nổi, nhưng mà mọi người có thể nghĩ trả lời. ở đây là cát trắng hết trơn và biển thì xanh. tất cả đây là all inclusive cộng chung hết tất cả giá tiền để mà tới đây chơi thì từ hotel cho tới chỗ nghỉ đủ hết. Một cái quan trọng đó là đi chơi làm sao được rẻ tiền. Đó là quan trọng. Wow, look at that. Xong mà cơm nha, mùa hè tới rồi. <cười> <cười> đi biển chơi. Đây là biển nhìn hình sạch và nó đẹp. Cả luôn bãi biển trắng xóa. Ở đây có rất là nhiều lịch sử lâu đời của Mỹ Tây Cơ. Chỗ này đó là trở thành là một trong những cái chỗ mà của đài đưa ra cho mọi người có thể xem tham khảo để đi tới đây chơi. Away, like Cancun, Park... Giống như những cái chỗ mà nổi tiếng ở bên Mỹ, Cancun, Tulu. là Thờ và Carmen những cái chỗ đó mọi người nhìn thấy quá mất tiền nhiều khi đi không nổi thì đài giới thiệu những chỗ này ừ, cái này là họ đi qua mỹ đây đi qua bên mexico để mà tắm nắng đầu tiên là tính về cái giá đi một chút xíu từ Houston tới Cancun thì tại họ coi những cái giá cả vòng vòng vào tháng 8. Đó là đi round trip quận đi quận về luôn khoảng chừng 200 đồng. Giống như những cái hãng, đó là hãng Frontier Airlines hoặc là Spirit Airlines. Còn nói về giá cả mà đi tới đó rồi ở hotel đó, Chỗ resort ở đây là tính hết tổng cộng tiền chung lại với nhau. Ở đây là họ cho giống như tính ra các package của gia đình thì nó cũng rẻ. Mình có thể coi trên online giá cả một chút xíu là tổng cộng hết tất cả chung như trong đó. Với tỷ như mình coi cái nào mình thích, thì mình có thể gọi thẳng vô ngay cái tụi mà nó chuyên môn cứ bán cái package này trên online để mình gọi để nói chuyện để mình mua thì nó rẻ hơn chút xíu. Giống như giá cả rẻ rồi cộng thêm là có nhiều có quyền lợi đó là họ có thể chở mình từ ở sân bay về hotel từ hotel chở ra sân bay luôn. giống như mình có đi để đi lại những cái orientation mà họ quảng cáo cái chương trình gì chương trình gì đó thì họ cộng thêm nhiều cái free cho mình thêm nhiều cái mà nó quyền lợi của trong cái resort đó nữa stay. resort đây là của đài ai tới ở ngay Sandal. Chỗ này đó là trong mùa hè năm nay là họ cho giảm giá xuống là 55%. Và nếu có nít đó, thì có nít thì cho ở free ở chỗ này. Chỗ này đó là đồ ăn là free miễn phí luôn và cộng luôn những cái trò chơi ở đây là miễn phí. Um, đi kiểu như vậy đó cộng vô hết giống như trong hotel có bao ăn luôn rồi đi vòng vòng cũng miễn phí thì tính ra nó cũng được rẻ chút xíu ở đây cái resort chỗ này nó có xe đạp để cho mình có thể chạy vòng vòng ở cái resort chơi um, hoặc là mình muốn lặn xuống dưới biển để coi cá thì cũng có chỗ cho mình lặn xuống dưới biển để coi cá. Cái chỗ này, đây là một trong những chỗ rất là nổi tiếng cái sinh hô của hồi xưa, của cái thời Mai hồi xưa bên Mỹ. Thì tới ngày hôm nay, ta tới đây tắm để mà xem ở dưới nước rất là nhiều. Một cái mà tốt nhất đó là không có cộng thêm một đồng nào hết. giống như mình muốn đi ra ngoài mà mình xem giống như tất cả những người mà dân địa phương ở chỗ này giống như người mẻ vậy. Ở đây họ có những cái chương trình mình có thể mình đi lang thang ra những bên ngoài để mình xem. Hoặc là mình có thể đi chung với một cái tour, cái tour của địa phương chỗ này thì cái giá rất là rẻ với tỷ như bất cứ hãng nào mà nó có đi chung với của cái resort thì nó bớt mình xuống 10%. Sau khi từ cái hotel chạy tới đây một tiếng đồng hồ rồi mới tới được cái chỗ Tulum. Chỗ Tulum này đó là một trong những cái chỗ rất là nổi tiếng ở bên Mỹ. chỗ này đó là hồi xưa những cái người bộ tộc Maya họ ở chỗ này đó là họ chỗ mà kêu bằng cảnh đẹp để mình nhìn ra ngoài biển đó thì tới ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể lên đây để nhìn mình tới đây thì mình mới cảm giác được đó là theo của hồi xưa của những người bên Mỹ họ kiếm những cái cảnh đẹp mà của vua chúa Mỹ hồi xưa đó cái cái người mai là cái người mà nổi tiếng nhất trên thế giới mà thông minh nữa đó là họ đi tới những cái chỗ đẹp mà của vua chúa của họ đó thông minh hơn tất cả những người trên thế giới đó mai là hồi xưa nó là vậy à, cái dân bộ tộc đó thì họ kiếm những cảnh đẹp cho vua chúa họ ở để mà xem cảnh đẹp mỗi khi đi nghỉ mát hồi xưa cũng vậy thì đây là cái chỗ mà hồi xưa mà họ chọn đó và wow, nay nice, vậy cái đó đã xây lên là 800 năm về trước rồi. Cái chỗ này đó là chỉ có cái thành phố mà của Maya mà xây dựng lên ở dọc bờ biển thôi. Đây là đây. Đây là cái chỗ mà rất là nổi tiếng ở bên Mỹ nữa. Đó là dọc theo bờ biển. Oh wow, look at that có thể nhìn thấy những cái biểu diễn giống như vậy đó là miễn biểu diễn miễn phí mình có thể lại đây xem đây là theo cái truyền thống của hồi xưa bên mỹ cái này là cầu trời đó cầu trời mưa gió đó là cầu đó là họ có đồ quay trên họ cuộc vô chân của họ đó rồi quay vòng 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 vậy đó wow, this is very crazy nha và cái đó nó cũng có cái tên đó là dance of the fire là nhảy giống như nhảy lửa gì đó Một trong những cái đó là mình tới đây mình mua những đồ gift shop ở bên Mỹ chỗ này. Mình có thể trả giá, nhưng mà trả giá gì cũng vừa phải thôi. Đó là mình trả giá và làm sao mà tôn trọng người khác nữa. Tại tất cả đồ ở Mỹ chỗ này bán đó, mình có thể trả giá hết hoàn toàn. rồi trả giá mua này. oh, Andy thấy con chương viết xuống Nghe nói, ông, anh được có. Ô, oh, bậy bậy, đâu <laughs> <Chào> nha. Ô, <laughs> oh, wow, look at that, mua cái con ốc để thổi đó. At resorts, like these... Ở đây là mình có thể lại những cái chỗ địa phương chỗ này, mình mua những cái đồ ăn ở đây nữa. Than $2 à, con chương nói cái chỗ hồi nãy chiếu đó là kim tự tháp hả? Ra yeah, là midi one đấy, nhỏ nhỏ vậy. Đây là mọi người đi qua Mỹ thì đừng bao giờ quên, đó là nên ăn tắc gồ đó. Tắc gồ ở đây rất là nổi tiếng, à, có đủ shot ở trên để vô tắc gồ đó. Ai mà thích ăn đồ Mỹ là hết tẩy luôn. À, cái mà quan trọng nhất đó là giá cả nó rẻ ở chỗ này nữa. Ở đây được nổi tiếng đó là bán strawberry trái nho ăn chung với cream. À, một cái ly này đó là họ bán giá cả là khoảng chừng 4 đồng cho một cái ly y như vậy. Ở đây là cấp tình hook show cũng nổi tiếng ở Cancun những cái người đóng làm mà cướp biển đó à, giá cả này đó là hai phần trăm off nếu mà mình book sớm một chút xíu thì nó rẻ tiền một chút xíu đó ok đó là của đài à, báo cho biết nha về của Khun ở bên Mỹ nếu mà ai muốn đi chơi trong cái mùa lễ này còn đây là của đài báo cho chúng ta biết thêm Tin ngày hôm nay đây là của đài

Ngày hôm nay đó là ông Trump ổng sẽ phát biểu nữa ở ngay Trump Tower sau khi cái sự kiện hồi hôm qua ông ta đã lên tòa. Vào buổi sáng ngày hôm nay, tính ra ông Trump đó là cái người đang có tội. 12 người dân dân biểu của New York đưa ra um, coi bồi tổng đoàn nói là ông Trump có tội. ông Trump có tội hết 34 tội khác nhau. Và đây là cũng là lần đầu tiên trên Hoa Kỳ một người cựu tổng thống của Hoa Kỳ có tội. Ông Bragg, ổng lên trên đài cũng phát biểu nói là giống như ổng đã làm những chuyện gì ổng nên làm, đưa ông Trump lên trên tòa. Ông Jack nói có lẽ là cái người này đó là cái người mà không có giống bất cứ người nào ở trên Hoa Kỳ từ trước tới giờ. Trial, verdict, khi bắt đầu lên trên tòa tới ngày hôm nay thì đã được tòa phán. Lần này tòa phán cái case của ông Trump giống như tất cả những người khác lên trên tòa vậy thôi. Đó là tòa đi theo coi đúng sự thật và đúng theo cái lực lệ. Và không có sợ bất cứ chuyện gì và cũng không có gì, bất cứ cái gì mà xử ta về chuyện này. Sau khi năm tuần trò xử liên tục. Tổng cộng 22 người đã lên trên tòa. Rồi trong lúc này, tòa án bên New York đưa ra phán ông Trump là người có tội vì ở bên New York. Một trong những cái tội của ông Trump đó là ông kiếm cách bịt miệng hiện cô Stormy Daniel đừng cho người ta biết ông ta đã từng ngủ với một người tài tử đóng phim người lớn. Ông này là ông tên Clark, ông luật sư uh, của bà Stormy Daniel nói cho biết. Ông ta nói liên tiếp hai năm vừa qua, bà Stormy Daniel bị nhiều chuyện, chuyện đó là dính dám tới ông Trump. Giống như trên social media, những người mà ủng hộ ông Trump thì tấn công bả đủ hết. Giống như khi bả đi ra ngoài, bả rất là sợ, sợ không biết chuyện gì xảy ra kế tiếp. Rồi sau khi đó, bả lên trên tòa, bả trong vòng hai ngày, bả kể về những chuyện bả với ông Trump hồi lúc trước cái tiền mà ông Trump trả cho bà Stormy Daniel chủ yếu là bịt miệng, bà không cho bà nói bất cứ cái gì hết. Nhưng mà ông Trump đó, thì ông nói là ông không có trả tiền gì cả. Nhưng mà sự thật xảy ra vào lúc 2016, đó là ông đưa ra, ông trả tiền để khỏi có người ta nhìn thấy một người mà đang đi tranh cử nhìn thấy không khá cho nên người ta không bầu cho ổng cho nên ổng kiếm cách để mà bịt miệng Liên tiếp hai ngày, gần 10 tiếng đồng hồ của bội thẩm đoàn đưa ra coi xét về chuyện của ông Trump. và chút xíu là nhìn thấy trong bội thẩm đoàn là ngừng để mà nghĩ cho tới ngày hôm nay mới đưa ra nhưng mà kết cuộc thì họ cũng đưa ra trước khi mà buổi tối đáng lẽ là ông tòa Son ổng kêu là à, bội thẩm đoàn nghỉ à, vào buổi tối không ngờ thì bội thẩm đoàn đưa ra nói vậy lúc mà ông Trump đang ngồi đó đợi thì ông Trump đang cười giỡn với ông Todd. À, đó là luật sư của ông Trump nói chuyện cười rất là vui. Rồi tự nhiên bây giờ tòa kêu đưa ra nói là à, sửa soạn bội tổng đoàn báo cho biết như thế nào. Thì mặt ông Trump tự nhiên biến sắc trở thành cái mặt giống như mặt đá vậy đó. Lúc đó là ông trò ông đọc ra tất cả những gì mà tội phạm của ông Trump thì ông Trump ổng nhìn xuống thôi không nói câu nào hết lúc đó là trong vòng 2 phút đồng hồ là ông tòa đọc ra hết tất cả ông Trump bị tội 34 tội khác nhau lúc đó ông Trump là nhắm mắt và lắc đầu rồi sau khi đó một ba À, xong là bỏ ra khỏi tòa. Rồi ông Trump tức quá đi chung với ông Todd, đứng cái bên. Rồi ông Trump cũng nói đây là một cái là rất là buồn. Còn già chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh kế tiếp nữa. Chúng tôi sẽ đấu tranh sẽ được thắng. Còn những cái người mà ủng hộ cho ông Trump thì đứng bên ngoài la lên, nói là ủng hộ cho Trump, không cần biết như thế nào ủng hộ cho Trump. Trump sẽ được thắng về chuyện này và sẽ tiếp tục. Đây là mọi người thấy có người Á Châu ủng hộ nữa đó. There we go. Rồi sau khi đó, những người ủng hộ ông Trump la lên, rất là tức giận, đứng đứng bên ngoài la lên, kêu những người mà ủng hộ phải đứng chung lại với nhau phải tiếp tục kế tiếp nữa ủng hộ cho Trump để mà chống lại về chuyện này. Và ủng hộ cho ông Trump trong cái mùa tranh cử cử của tháng 11 năm nay. Ông Trump nói là tháng 11 ngày năm Tây mới là cái ngày thật sự nó như thế nào. Đó là những người dân trên Hoa Kỳ sẽ ủng hộ. Ở bên ngoài tòa đó, là một bên đó là người ta la lên giống như ông này ý là ông để cái bản là Trump is lie là nói ông Trump là nói xạo all the time lúc nào cũng xạo cả <laughs> để cái bản là Trump lie all the time. còn bên tay ông cầm hai tay đó một bên kia ông cầm một cái bản nữa we believe Stormy Daniel chúng tôi đây là tin tưởng bà Stormy Daniel đó là những người mà ủng hộ ủng của về cái quyền lực Uh, cái quyền của bên New York còn uh, của chính phủ New York còn một bên đó là ủng hộ ông Trump là bên kia la lên làm rất còn dữ tợn hơn nữa nữa là phải trả thù gì tùm lum hết trơn đó rất là crazy gì nha đã sao? go đó là của đài báo cho biết <laughs> ở ngoài tòa đó đó là của đài báo cho biết còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay đây là của đài ABC News báo cho biết đây là ông Michael Cole. Ngày hôm nay, đài phỏng vấn ông ta nói là hồi lúc trước ông cũng từng ngồi cái ghế này mà lúc trước chúng tôi cũng phỏng vấn ông. Đài hỏi ông Michael Cole, ông Michael Cole là cái ông này là hồi lúc trước là cùng với ông Trump đó. Um, đài hỏi ông, ông này là luật sư của ông Trump hồi xưa. Thì đài hỏi ông là ông có ngạc nhiên về cái ngày hôm nay mà tòa xử ông Trump đưa ra như vậy không? Um, ông cầu câu nói giống như ổng đối ổng không ngạc nhiên gì cả những gì mà xảy ra hồi lúc trước đó thì cũng nhiều cái xảy ra mà cũng cũng tháng um, 7 ngày một tây sắp tới đây thì chúng ta cũng phỏng vấn vào 2018 lúc đó là à, 6 năm về trước ông đã phỏng vấn tôi ngồi tại đây và thay đổi cuộc đời của tôi theo ông Michael Cole nói lúc đó là tôi quay qua nói với ông là con tôi vợ tôi và đất nước của tôi đó là tôi cũng nói là uh, tất cả những người đó có cái ý tôi lần đầu tiên sẽ trung thành và nói ra sự thật hết hoàn toàn kể từ hồi lúc đó tới bây giờ một đường đi rất là khó khăn tôi giữ đúng và tôi không có nói sai và tôi nói sự thật hết. À, đối với ông lúc mà ở trong tòa, nó khó khăn như thế nào? À, không có cái nào mà trải qua khó khăn bằng 21 tiếng đồng hồ. Đó là họ kêu tôi lên trên tòa lần trước. tất cả những cái đó đó là rất là khó khăn và tôi cũng trải qua và tôi biết rõ khi họ hỏi bất cứ cái gì đó tôi mà nói chặt được một cái là không được cho nên tôi phải nói hết giống như tôi bất cứ nói cái gì thì thì người ta có thể đem ra, nói chặt một cái, người ta đem ra trở thành nói nguyên ngài luôn. Và trở thành nó lộn xộn hết hoàn toàn. Cho nên lúc đó tôi nói rõ ràng và từ chi tiết. À, không có phải dễ dàng để làm như vậy. Giống như, ông Todd, cái người luật sư của ông trump đó lúc đó thì tôi ở trên tòa ổng đưa ra đủ cách hết để kéo tôi dính vô cũng rất là khó à, đây là đài nói ông Todd cũng nói ông là cái người mà nói xạo nhất từ trước tới bây giờ à, có phải ngay bây giờ ông đã hết nói xạo rồi hay không hay là vẫn còn nói xạo như trước Tôi đây muốn nói cho tất cả mọi người biết rõ tôi đây là cái người chịu trách nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm những gì tôi đã làm sai. Nhưng mà mọi người nên nhớ kỹ những gì tôi nói láo hồi lúc trước. Tôi nói láo là những cái gì? Đó là tôi hơi nói về cái chuyện của ông Donald. À, đây là ông michael Cole cũng kể về hồi lúc trước ông với ông trump như thế nào như thế nào đó thì ông kể nhưng mà rất là dài ha ngày hôm nay đài phỏng vấn hỏi ông nói chung ông nói đơn giản là ông lên tòa ông nói thẳng ra hết tới đâu thì tới ok giờ bữa nữa chúng ta sẽ biết thêm nhiều về chuyện này còn đây là ông uh, của chính phủ hoa kỳ ông blinken nói cho chúng ta biết về cái chuyện hiện xảy ra ở bên israel Take a look at this. mọi người khi nhìn thấy con số mà những xe truck mà chở hàng hóa vô trong gaza tính tới ngay bây giờ thì nó được tăng lên một chút xíu nhưng mà nhưng mà chở những hàng hóa vô trong gaza giúp đỡ trong đó thì thật sự ra tới bây giờ nó không có khá đó là một trong những vấn đề đó là ngay bây giờ cũng về cái chuyện mà hàng hóa chở vô chiến tranh cũng tiếp tục đó và cả luôn nằm về hướng nam ở trong Gaza nằm về hướng nam thì cái cửa mà ngay biên giới để chở hàng hóa vô thì vẫn còn bị đóng ông Joe Biden ông đang bàn thảo với bên Egypt và bên Israel để mà cho mở cái cổng của bên y chụp lúc nào hàng quá á, có thể mà xe cộ đưa đồ vô bên trong trong lúc này nhưng mà ở ngay cái cảng cái biên giới mà nghe ra thì ngay bây giờ đóng không có vô ra gì được đó là một cái mà tồi tệ xảy ra trong gaza ngay bây giờ chúng tôi coi về mục tiêu này và chúng tôi vẫn đang làm tiếp tục để làm sao để giúp đỡ cho về chuyện này mỗi ngày đều cố gắng đây là không phải là tính toán về những cái mà đơn giản phía ngoài không chúng tôi phải coi thật sự đó là nó có ảnh hưởng như thế nào đối với những người dân ở bên trong ngay bây giờ vẫn còn bị ảnh hưởng tiếp tục. Uh, the, uh, children, Và đây là ảnh hưởng tới tất cả những người trẻ, những người phụ nữ, những người đàn ông ở trong Gaza. Hàng hóa không có đưa vô trong cho họ, họ giúp đỡ gì được cho lắm. Uh, uh, Đó là trong Gaza, nhưng mà đây là một cái bước tiến triển, của cốt chuyện này để mà đi từ từ tới. Mỗi ngày thì nó khá chút xíu, khá chút xíu về ở trong Gaza. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm. Và chúng tôi cố gắng để mà làm sao để cho giúp đỡ có hàng hóa vô trong Gaza à, mỗi ngày còn hơn là không có hàng hóa vô trong. Đó là của Đài Báo cho biết ha, về ở trong Gaza tới ngày hôm nay thì nó trở thành vậy còn đây là của đài một trong những cái rất là quan trọng vào buổi sáng ngày hôm nay đây là của đài abc news và cho biết ngày hôm nay đây là một cái bước chuyển chuyển rất là mới giữa chiến tranh giữa israel à, không phải israel nha ukraine và nước nga tại ngay bây giờ trên thế giới có hai cái chiến tranh israel và hamas và ukraine và nước nga đây là họ nói cho biết về chuyện xảy ra giữa ukraine và nước nga đây là lính tráng của bên um, nước Nga đó, cách ở Ukraine không có bao nhiêu chân đó, khoảng chừng 20 mao thôi. Nhìn thấy rõ ràng đó là nước Nga bắn liên tục vô trong Ukraine không có ngừng đó. Ngay bây giờ đó là ông Joe Biden đã cho quyền ở bên Ukraine một cái là rất là quan trọng từ hồi bắt đầu chiến tranh tới bây giờ thì tới ngày hôm nay ukraine mới có quyền ngay bây giờ ông joe biden cho quyền ukraine có thể bắn vũ khí của hoa kỳ vô trong nước nga đây là những gì mà của tổng thống ở bên ukraine đã mong đợi từ lâu kể từ lúc chiến tranh tới bây giờ là dư khoen không có bắn vô nước nga hơn 10 nước ở trên thế giới đã đồng ý cho dư khoen bắn vô trong nước nga trong lúc này một trong những cái mà hoa kỳ đang rất là lo ngại tại ngay bây giờ nếu mà dùng vũ khí của hoa kỳ bắn vô nga thì không có khác nào là nhìn giống như mà chiến tranh của Hoa Kỳ với Nga trong lúc này. Ngay bây giờ nếu mà Hoa Kỳ mà cho rồi mà chiến tranh mà cho vũ khí của Hoa Kỳ bắn vô nước Nga, có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ kéo dính dám tới cái chuyện mà chiến tranh giữa Ukraine và nước Nga càng lâu dài thêm nữa. Theo của Hoa Kỳ đưa ra nói là Ukraine có thể dùng vũ khí của Hoa Kỳ bắn vô trong nước Nga, nhưng mà Ukraine không được bắn vô người dân hay bất cứ cái gì, chỉ bắn vô những chỗ lính chán của bên nước Nga à, thôi, có nghĩa là bắn vô trại lính vậy thôi, chứ không được quyền bắn vô trong thành phố hay bất cứ chỗ nào. Đây là mọi người biết, hiện tại ngay bây giờ vũ khí của Hoa Kỳ nằm ở bên Ukraine, có thể bắn qua nước nga bắn qua nước nga có thể bắn từ lâu rồi nhưng mà từ lâu nay là hoa kỳ không cho tại bắn qua không khác nào là bắn vô là có chuyện rồi bây giờ hoa kỳ cho nhưng mà chỉ bắn những cái base của bên nga thôi thì đây là ngày hôm nay là nga rất là tức tại từ trước tới giờ đó là chiến tranh giữa du quanh và nga đã lâu rồi du quanh chỉ làm đúng theo luật lệ luôn có nghĩa du quanh chỉ bắn đùng đùng khi mà nga tới là bắn bảo vệ thôi chứ chưa bao giờ bắn một cái gì bên Nga cả. So today is the day gonna change the whole thing, thay đổi hoàn toàn chiến tranh của ngày hôm nay. Bây giờ Nga mới thấy được, cảm giác được là chiến tranh thật sự bây giờ kéo tới nhà của Nga rồi. Bây giờ là bắn vô bên nước Nga luôn, bắn vô trong chỗ lính của Nga. Thì buổi sáng ngày hôm nay đó, bên Nga rất là tức giận. Nga nói là Hoa Kỳ bây giờ muốn chiến tranh với Nga, thì Nga sẽ chiến tranh với Hoa Kỳ. Yeah, đó sao cơ đã, đã, đã tới ngày hôm nay nói vậy ha ok đó là của đài báo cho biết nha it's, uh, yeah it's gonna be totally different right now chiến tranh giờ càng nó bùng phát thêm đó nó không có có khá mà ngay bây giờ là bắt đầu đang bùng phát trở lại trong lúc này ok còn đây là của đài báo sơ cho chúng ta biết thêm tin tức ngày hôm nay đây là của đài ABC báo cho biết. Take a look at this. lịch sử đã làm ra được. Ông Donald Trump là người tổng thống đầu tiên trên Hoa Kỳ. Tổng thống đầu tiên trên Hoa Kỳ thì đó là bị tội. Bị tội nằm ở bên New York City. Đó là cái thành phố mà chính tay ông Trump kiếm được rất là nhiều tiền ở bên New York. Và tên của ông Trump rất là nhiều trong những cái building ở bên New York cũng cùng cái thành phố này đó là đưa ra tính tội với ông Trump. Ông Trump trở thành một người có tội ở bên New York. Mười hai người nằm trong bội thẩm đoàn của New York, người dân New York đưa ra nói là ông Trump bị tội tất cả 34 tội. Đó là tội gian lận làm ăn ở bên New York. Và một trong những cái đó là dính dám tới cái chuyện mà của cô Stormy Daniel, ồ, mà người tài tử đóng phim người lớn ngủ dòng Tom Trump. Đó là họ có chứng minh cho nhận thấy tất cả những giấy tờ check mà ông Trump đưa ra đó là không có đúng sự thật. Ông Trump kiếm cách để mà giấu đi về cái chuyện mà trả cho cô Stormy Daniel 130 ngàn đồng. Và Ông Trump không có muốn những người ta mà biết bất cứ cái gì về xấu của ông vào lúc 2016. Liên tiếp gần 10 tiếng đồng hồ của tòa án và bộ thẩm đoàn họ tính toán đủ hết rồi họ đưa ra cái này. Ở trong tòa án, đó là cái thời điểm mà rất là quan trọng khi mà ông Trump bị tòa phán. Đây là ông này là ông tòa, ông Juan Mershon, ông tòa án ở bên New York. Đáng lẽ là ông John, ông cho những người trong bộ tẩm đoàn về nhà ngày hôm nay nghỉ xa hơi qua mai rồi mới tiếp tục. Không ngờ kết cuộc bộ tẩm đoàn muốn là ngày hôm nay cho xong. Bộ tổng đoàn nói là họ đã bàn thảo xong rồi họ muốn giải quyết xong ngày hôm nay. Lúc đó, ông Trump thay đổi hoàn toàn. Tại vì ông Trump đang ngồi, hồi đó đang ngồi rất là vui vẻ mà, nói chuyện với luật sư của ông ta. Không ngờ nghe một cái là ông ta đổi qua cái mặt xanh lè, ngồi im re. Rồi tất cả những người ở trong bộ thẩm đoàn, không ai nhìn thấy ổng cả. Rồi sau khi đó, người ta đếm ra từ chi tiết ông Trump tội gì, tội gì, đọc ra từ cái. Khi mà đếm tới cái thứ tư, ông Trump có tội là ông Trump cầm đầu xuống lắc đầu. Rồi sau khi đó, là đọc luôn tổng cộng 34 uống tổng cộng là 34 cái tội danh khác nhau còn đây là lúc đó ở bên ngoài tòa án nó trở thành như vậy ở bên ngoài thì người ta la lên một bên là ủng hộ ăn mừng một bên là không lúc đó là tòa phán ở bên trong thì bên ngoài người ta la lên vậy rồi sau khi đó Trump bước ra bên ngoài tòa án đọc lên như vậy đây là sau khi mà ông Trump bị uh, tòa phán rồi thì ông Đức bước ra ngoài ông nói ông nói tới giờ tháng 11 ngày năm Tây đó là mấy cái sự quyết định thật sự của những người dân trên Hoa Kỳ quyết định như thế nào. Đó là của đài ABC bảo cho biết. Rồi tới đây Andy cũng xin tạm ngừng. Take care everyone. Gặp sao hết. Bye bye. All.